Hello, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi quá trưa. Lúc này tôi cảm thấy cái bụng nó kêu lịch bịch. Tôi có ý định là sẽ ra đường Trần Bình Trọng gần nhà mua tô hủ tiếu Gõ. Có ý định thì tôi đi thực hiện. Rạp phố. Kiểm tra tiền. K. Đây là 25K. Lên đường tôi đi mua tô hủ tiếu Gõ. Tôi đã ra ngoài. Trời hôm nay nắng tốt. Nắng hừng hực. Nắng chói chang. Theo con hẻm này thì tôi có thể đi ra đường Trần Bình Trọng. Trước mặt là hẻm 120. Trước 75 ở đây có một gia đình dạy nhạc Trúc Giang. Do đó người ta thường gọi là hẻm Trúc Giang. Tôi đi ngang Tịnh Xá Từ Đức, nơi đặt hài cốt của những người quá cố, để sáng trưa tối nghe kinh kệ. Đa số những hài cốt đặt ở đây là người qua. Bồ Tát Quan Thế Âm ở trên đặt năm chữ từ nhãn thị chúng sinh. Từ là từ bi, nhãn là mắt, thị là xem nhìn, chúng sinh là thế giới con người. Theo con hẻm nhỏ này
thì tôi sẽ đi vào nhà thờ ở đạo Chợ Quán qua ngã sau. Đây là ngã sau của nhà thờ ở đạo Chợ Quán. Nắng chói chang. Phía sau nhà thờ họ đạo Chợ Quán, ở đây người ta đang dọn dẹp để cất nhà. Chị ngang tượng Đức Mẹ Maria. Nhiều loại hoa nở rất đẹp. Theo con đường bên hông thì tôi sẽ đi ra phía trước của nhà thờ. Nắng chói chang. Cây bông tràn. Tượng thánh Giuse. Cửa vào dẫn giáo đường, cửa vào bên hông giáo đường. Tòa đại sảnh xây bên cạnh nhà thờ họ đạo Chợ Quán. Vô đây có gió, gió mát, có bóng cây, thành ra ở trên sân đầy bóng mát, gió lồng lộng. Vào đây ngủ một giấc. Tôi sẽ đi ra đường Trần Bình Trọng ở trước mặt. Nắng dội, nắng chói chang. Tượng Đức Mẹ Maria. Xe đạp. Lúc này còn học, thành ra các em học sinh đều ở trong lớp. Này. Xe bin. Tôi đã ra tới đường Trần Bình Trọng.
Tôi đi đến xe bán hủ tiếu gõ dây ngang nhà thờ. Tôi đã đến chỗ bán hủ tiếu gõ. Đường Trần Bình Trọng. Tôi lấy chanh ớt. Hello. Cho mượn hũ ớt. Cảm ơn. Hừng hực luôn. Đường Trần Bình Trọng. Đè xuống bấm. Chỗ này người ta bán hủ tiếu gõ. Bây giờ thì tôi thả bộ về nhà. Bây giờ là về nhà. Tiết trời rất mát. Tôi sẽ đi đường Nguyễn Trãi để về nhà. Đảo một vòng đường Nguyễn Trãi. Đây là hủ tiếu. Đường Trần Bình Trọng. Đi ra thì đụng đường Nguyễn Trãi. Rất là đẹp.
đi hẻm 120 về nhà cũng được. Nhà thờ Hòa Đạo Chợ Quán. Đường Trần Bình Trọng. Tôi đang thả bộ ra đường Nguyễn Trãi. Ở đây có bệnh viện mắt, bệnh viện Cao Thắng, chuyên khoa về mắt. Trên đường rất nhiều tiệm sửa xe gắn máy. Theo con hẻm 120 này tôi cũng có thể về nhà, nhưng tôi đi ra đường Nguyễn Trãi để lấy cảnh. Tôi đã ra đến ngã tư Nguyễn Trãi, Trần Bình Trọng. Nguyễn Trãi là đường dọc hướng đông tây, Trần Bình Trọng là đường ngang hướng nam bắc. Tôi đã đến ngã tư, quẹo phải đi về hướng đông, tôi sẽ về nhà tiệm tạp hóa. Trưa nắng chói chang. Tiệm bán đồ bé bỉ. Đi ngang trạm xe buýt. Dọc theo đường Nguyễn Trãi rất nhiều tiệm thời trang. Hai bên đường Nguyễn Trãi hàng cây dầu cao to. Nhờ vậy mà trên mặt đường có rất nhiều bóng mát.
người ta vẽ những cái hình ở trên cửa. Adam Store, chiều mai đồ vest đàn ông. My Kingdom, thế giới đồ chơi trẻ em. Vào con hẻm này thì tôi sẽ về tới nhà. Tôi đã về tới nhà. Oh, trời nóng hừng hực, mồ hôi nhễ nhại. Cây dao hướng đạo. Cởi áo ra. Bài binh bố trận. Vừa ăn vừa nghe tin tức. Tôi đi lấy lấy đá, lấy đũa. Lấy một lon bia. Này. Sài Gòn bia. Chanh ớt. Nước lèo. Hủ tiếu. Tôi đổ nước lèo vô hủ tiếu. Làm cho hủ tiếu nó nở ra, nó giãn ra, nó không có đóng cục. Tôi nặng chanh. Bây giờ là coi tin tức.
tin tức tiếng Quảng, tin tức Đài Loan. Thế giới bây giờ rất là loạn. Lính của Bắc Hàn qua Liên Xô đánh giặc. Đối bụng ăn ngon. Ăn tỏi với củ cải, ớt. Lúc đói bụng ăn gì cũng ngon. Cái này là củ cải trắng với tỏi ớt. $1,000
Ăn xương xương sụn á, nhưng mà nó có thật. Nói về cuộc chiến ở Ukraine, sự tham gia của quân đội Bắc Triều Tiên có thể tương tự ăn hết tô hủ tiếu của mình. Cạp và cục thịt. Cũng có thật. Có mấy miếng thịt gà dòi duyên sắc mỏng. Củ cải với tỏi ớt quảng cáo bỏ quảng cáo skip advertise. Tôi sẽ từ từ ăn hết cái tô hủ tiếu gõ của mình. Hello. Như vậy là tôi đã ăn xong. Xong rồi, bây giờ dọn dẹp.
tôi sẽ qua nhà bếp. Dọn dẹp, rửa ráy, trả lại như cũ. Qua nhà bếp. Tôi đã qua nhà bếp. Xương xương không có ăn được. Nước lèo. Lấy xà bông. Rửa xong. Lau khô. Cái này là phần ở dưới. Nắp đậy. Phần ở trên. Nắp đậy. Người ta cũng tạo cái gờ để được, và cái phần bích hơi
cất lại chỗ cũ. Rồi, xong hết. Kết thúc câu chuyện kể buổi quá trưa. Chào.